Này đôn nhà lên nha mọi người. Này là cái máng sói nè, thả máng sói vào đây. Này nó lắp nhà ở dưới nè. Nhà nó ở dưới đó, cái mình đôn lên cao nè, đôn lên cao. Nghe nha mọi người. Bây giờ mình còn lắp cái máy trước mà lên cái mặt trận, mà phía bên kia nữa là dắt lên kia đó là xong. Cũ giờ lên cao nha. Tiệm bên trong đồ mà lắp mà mưa nghe, mùa mưa nữa hầm khó nữa. Này được nắng nè, thao gà gấp giờ, thao gà gấp vô lâu. Đây. Đây cửa này làm rồi đây.
Ok. Đó, quay không? Quay. Đây gắn ống nè, nó leo nhà hai mái gắn ống nước giá nhiệt. Nước à. Giờ mình đang bắt cái này nè, ống nước lên sao ngay dưới. Nước chảy nước chảy à. Bị lên tôm làm công ty nè bạn.